thiên Ngày 178 Hãy nghe phản nhắc lại cách nói Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm Chính là nó dưới biên tha Biên 有个地下停车场，就是他左边会有个地下停车场，就是它。 Số bên yếu cửa đi thính tráng, sự tha. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Quyết định vậy nhé. Một lời đã định. Ý kiến quyết Đăng ký một cái tài khoản Facebook. 注册一个脸书账号。一点开始录音。一定渴了吧？新得出请稍等。<亮>质量。高预顶黑坑

Giá tiết thông thường còn coi là được. Rịa chẳng giao lưu hải sản Đến cả người bản địa. Lén bẩn tỷ rấn. Chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. Chuyển Việt Nam ngữ chuyên nghiệp. còn đang ở trong hòm, còn đang ở trong vali. Khái dài sang xử lý. Nhanh lên chút. Khoẻ tẻ. Mình đi thôi, với nghĩa chúng ta đi thôi. Chán mặt dầu bà. Đại đa số đều là 大多数都是，không rõ lắm，不太清楚。chắc là có không ít，应该有不少吧。không tìm thấy bãi để xe，找不到停车场。巧除啊！ Sư phụ hảo. Thuận theo đường này. Sơn trở trễ tháo lũ. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng chén dấu ta cài ở bãi mỉ. Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm. 左边会有个地下停车场。秦懒挠就是他。